Kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị trên cộng đồng mạng, hôm nay Yến đăng một clip ngắn gửi đến các cô, các chú và các anh, các chị trên cộng đồng mạng, xem bỏ một phút thời gian ra để xem Yến quay nhé quý vị. Yến làm cái trang kết nối yêu thương này là để dành cho những người gặp bạn bè đặc biệt khó khăn, nhờ mạnh thường quân từ trong nước như ngoài nước để giúp đỡ. Thì hôm nay Yến phát một đồng clip lên để nhờ các cô, các chú mình đủ duyên mình có thể giúp được cho những người họ ra đi nhẹ nhàng thanh thả nha. Và họ rất khó khăn khi để làm mai táng và gia đình muốn kêu gọi cộng đồng mạng. Yến thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã xem clip của Yến quay. Và hy vọng các cô, các chú, các anh, các chị hữu duyên thì mình sẽ giúp đỡ cho gia đình họ. Bây giờ Yến bắt đầu quay nhé. Cái này là em gửi cho chị 5 triệu để chị tạm thời để lo những gì tạm thời đã. Còn chị muốn cái gì trên cộng đồng mạng mà để giúp chị á, thì chị có thể nói để các cô các chủ biết đường để giúp chị. Chị muốn nói gì chị cứ nói để các cô các chủ biết đường mà giúp chị được. Là khó khăn về chồng nó mà không có tiền chính đồng anh em giúp đỡ nói gì em không nói được. Cái nhà cũng có tăng tấp cả cô cả chú nên cả cô cả chú họ quá khổ không nói gì được. Đó là cái phòng trò mấy người mất cũng còn đang nằm ở đây cũng chưa làm được gì hết, nên hy vọng các cô các chú và các anh các chị ở trên cộng đồng mạng mình có thể giúp được gì cho các con người đã mất và gia đình để có một cái máy tặng đồng hành cho chú để chú ra đi cho nhà nhàng thanh thả. Thì cũng xin cảm ơn các cô các chú các anh các chị đã xem cái clip của em. Và ở đây gia đình cũng có số điện thoại và cái số tài khoản gì để mình đừng quân họ chuyện vào chứ chị à. Chị đọc đi, chị đọc số điện thoại và tổ tài khoản. Dạ, số điện thoại là 0909584364 để em đọc số tài khoản của em là 5704205350530216 cho là Lê Thị Kiều Đan. Chị đọc lại một lần nữa đi. Chị đọc lại một lần nữa. Tài khoản của em là 5704205302516. Tên là Lê Thị Kiều Đan, ngân hàng Acibank. Địa chỉ luôn chị để cho biết thật. Dạ, ở 16/10F, ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn. Rồi, Yến cảm ơn tất cả các cô các chú đã xem. Bây giờ Yến xin tạm dừng cái clip ở đây. Các cô các chú hữu duyên để giúp đỡ cho gia đình của người đã ra đi cho nhẹ nhàng thanh thả. Yến xin chào tất cả quý vị. Xin chào, tạm biệt.